ông đóng phà là chi biết không? Chi? Vụ cái ông mua thêm cái que nó chạy về ông đi múc đất. Vụ cái chị nhưng mà ảnh xài là không có cây thụt ló nha, cái bông cuốn lúa nè các bạn, à, không có cây thụt ló luôn, hết hồn chưa? Cùng xem nè, đây quạt gió ha, hai cái này anh đặt cái chân ở đầu thùng này anh thổi thẳng ra sao? Cái quạt gió này là anh làm bằng của cái quạt nước của DC 100 luôn, bạn coi cái bánh bánh phone nè, để số 100 luôn nè ha, 105 luôn nè, hết thùng của bánh phone nó bự rồi. Dàn dây suốt của ảnh nè, 4 cộng dây đôi, đó hết hộ rồi, lại chờ đến chỗ này là anh lắp cái quạt gió cũ lại luôn. Rồi chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ thì nó ngay chiếc máy Việt Nam tự chế của anh Quẩn thì mới cắt ở ngoài nước nổi đã xong đó, bây giờ mới chuyển vô ha. Rồi bây giờ mấy anh ăn cơm chuẩn bị đi tiếp tục cắt nữa đó. Giờ thì thôi sẵn anh đậu, mấy anh em đang ăn cơm, mình quay sơ lược cho các bạn xem đó. Anh Quẩn anh đóng cái phà này quá trời bự luôn, bề ngang nhiêu anh Quẩn ha, một phà nè bề ngang 3m6 luôn nha các bạn. Hồi trước anh đi cái phà gọn, nhưng năm nay anh nâng cấp cái máy lên rồi anh đóng luôn cái phà mới luôn, bự luôn. Đó giờ anh em đang ăn cơm. Cái ông đóng phà này chi biết không? Chi? Vụ cái ông mua thêm cái que nó chạy về ông đi múc đất. Cái vụ cái chị nó cắt gì đó. Đó giờ anh em xong rồi giờ đang ăn cơm nha. Đó đây là anh Vững nè các bạn, chủ máy nha. Tài, thiên tài đó. Phải nói là thiên tài. Rồi bây giờ mình lên quay vòng vòng chiếc máy cho các bạn xem tham khảo. 2022 là chiếc máy này anh Quẩn có nâng cấp lên cái hàm. Ủa cái hàm hết hồn to nha. Cái hàm là nó bằng bằng hàm 100 đó các bạn. Là mình mua cái thước lưỡi cắt 100 về là mình bỏ một lưỡi. Đó, là bằng inox hết luôn nha. Nó hoàn toàn là cái hàm này là anh cuốn bằng inox luôn. Đó. Nhưng mà ảnh xài là không có cây thụt ló nha, cái bông cuốn lúa nè các bạn, không có cây thụt ló luôn, hết hồn chưa. Nhưng mà đặc biệt cái là cái dàn vào mà thấy quá trời chắc chắn các bạn, mấy cái thanh sắt này ảnh làm chắc chắn ghê luôn nè. Còn cái hàm mà ở mép dưới nè các bạn không, bằng inox hết, là tự anh thiết kế chế nhà không nha, hết hồn chưa. Số này là hộp số ảnh xài của ảnh mua của mấy tuốt, nhưng mà ảnh cũng không biết của mấy tuốt gì luôn, là ảnh xài 4 năm nay là hồi lúc mình quay tới giờ ha, hộp số tới giờ vẫn còn y thân nha. Đó là chiếc này ảnh nâng cấp lên là cái cặp bánh là DC 100. Đó các bạn coi bề ngang nó bự nè, nó 5 tắc 75 lần gần 6 tắc đó các bạn. Có hiện tại bây giờ là ảnh đăng cái ben sườn lên rồi, bởi giờ mình thấy nó rất là cao ha, cao lắm. Đó để mình quay vòng vòng cho được cho bạn xem. Đây là qua bên đây ảnh ben sườn lên rồi nè, các bạn coi nó cao nè, khủng khiếp cao luôn, hết hồn luôn chưa. Đó còn nó cao nè, hết hồn ha. Này là ảnh ben lên rồi đó nha. Đó là ảnh nâng cấp lên cái sườn, hình như ảnh nối thêm một cái sườn để cho xài xài xích chính 100 đó các bạn, nối thêm một khúc sườn. Đây là cái cấu kết này là cái ben sườn để mình ben lên nè. Đó, anh ben một cái còn nó cao thấy ghê hồn chưa. Đó, 100 rồi. Anh còn nâng cấp thêm là cái quạt nữa nha các bạn. Dưới anh nói cái gần bự ra thêm để qua bển quay cái quạt cho các bạn xem. Rồi còn những chức năng lái, hộp số, dính xài cục HT là còn y cũ nha. Đó là nâng cấp lên cái hàm. Đó, nâng cấp lên cái hàm. Chứ nâng cấp lên một cái bánh, bánh là 100. Rồi qua đây anh quay cái quạt gió cho các bạn xem nè, cao quá luôn. Đây, đây đặc biệt nha, bạn cùng xem nè. Đây quạt gió ha, hai cái này anh đặt cái chân ở đầu thùng này anh thổi thẳng ra sao. Cái quạt gió này là anh làm bằng của cái quạt nước của DC 100 luôn đó các bạn. Đây bên đây nè, hai cái ha, thổi thẳng vô. Rồi cái bô này ảnh chuyện ra đây luôn. Dây dày thì ảnh xài hai con dây dây gai luôn.
Đó, cộng dây bông chuyền qua bên cái bông thì anh xài 2 cộng, à 2 cộng dây bự đó. Còn cái dây lên bông hình như anh xài nhiều lắm. Thiếp luôn cái hộp số, cái thùng trợ lực anh để đây. Nói ngày xưa thì cái này là cái quạt gió nè các bạn. Đó, bây giờ anh lắp cái lỗ này, anh lấy cái này anh đi dây ra đây ha, ra đây rồi đưa dây đây, hoàn toàn anh xài dây Google hết luôn, cái chuyện gì dây Google nè, cũng khiếp chưa. Còn cái dàn dây này thì cũng y chang y cũ ha. Đó các bạn, đây nâng cấp lên cái bánh, công nhận bánh bèn lên cái nó cao hết hồn, cao chưa. Cái trượt á, ảnh làm bằng cái trượt tròn luôn nè, trượt tròn bằng inox luôn nè các bạn. Coi cái bánh bánh phone nè, để số 100 luôn nè ha, 105 luôn nè, hết thòng cái bánh phone nó bự rồi. Bánh phone bích cũng khiếp chưa, nó bền lên cái cầu khiếp thiệt chưa. Nó đặc biệt là bao nhiêu đó nha các bạn. Rồi còn có mẫu mã thì cái thùng thì bằng inox y gan như cũ, không thay đổi gì. Thay đổi là ảnh nâng cấp lên một cái bánh xích 105 nha. Đó, rồi lên cái hàm. Động cơ thì 4T100, 120 mã lực. Là nó, cái này thì bữa hổm nghe anh nói là động cơ này nó một tắc, cái nằm một tắc đó các bạn, cái nằm một tắc là chạy cái đầu dân ma nha. Đó, cái đầu dân ma 4T120 mã lực. Đây nè các bạn, coi cái dàn dây suốt của ảnh nè, 4 cộng dây đôi. Đó, hỏi thổ qua đây chờ, cái chỗ này là anh lắp cái quạt gió cũ lại luôn nè, anh thổi ở trước ra luôn kiếp ha. Hai cái phần lúa nè, hai phần lúa ống bự nha, cái ống bự hết bằng inox hết luôn á. Cái bình đề anh để đây luôn, thi tài đó là máy tự chế, anh thiết kế chế nhà, anh nâng cấp lên hả, 4 năm ha. Là 4 năm rồi đó nha các bạn. Đó là ảnh chế qua cái chiếc này inox này là ảnh xài là 4 năm rồi. Ảnh xài cái lữ gặt giống như của máy 120 Pro này nha, chứ không có xài cái tay lắc giống như của cu ta. Cái tay này là nó hay, nó hay là có cái là nó giữ được cái lưỡi cắt của mình, nó không có nhảy các bạn. Còn máy kéo của ảnh nè, máy kéo thì nói chung là cái này thì mình cũng có quay nhiều ha, các bạn coi kỹ cái bề ngang cái háng nó quá trời rộng luôn nè, như vậy đi nó ít cản nha các bạn. Nhà ảnh thì ảnh xài xích 95 máy kéo á. Rồi thì nói chung là 2022 này thì anh Quấn anh nâng cấp cái máy này lên được bao nhiêu đồ đó các bạn. Đó, hoàn toàn bằng inox hết, động cơ thì vẫn còn y cũ, thùng rồi còn y cũ ha. Nâng cấp lên cái hàm 100 và cái bánh xích 100 và anh sửa dời cái quạt càng trước, thổi ngược lại. Rồi thì mình quay vòng vòng tí xíu đi cho các bạn và mọi người tham khảo thôi. Rồi giờ tí xíu nữa thì mấy ảnh xuống phà tiếp tục đi cắt. Đó là mới cắt trời mưa, đang cắt trời mưa luôn đó các bạn. Mấy tay nghe không bằng mắt thấy đâu. Ê, có khi mình nói mấy cắt lúa ướt sao cắt được, nhưng thật sự hồi nãy đó là mình đang quay trời mưa cho các bạn thấy luôn đó. Mà nước nổi luôn, hết hồn cao luôn các bạn. Ấy lên cái ngõ cao ghê hồn chưa. Rồi. Tí xíu nữa. Đấy. Dạ, con quay phim đây. Dân ma 4T100.
Rồi đây nè các bạn. 20B. Đây cái tem của động cơ. Của động cơ này ha. Đó các bạn. À 4T này ha. 4T 100 luôn nè. Đây các bạn thấy. Nè, ở dưới này là 120 nè các bạn thấy chưa? Đó 120 là BS luôn nè. Nó là nó 120 mã lực á. Nhưng mà nó nằm là 4T 100. Nhưng mà nó là 120 mã lực các bạn. Dòng dòng mạnh mạnh ngựa nhất của 4T100 đó. Lớn ngựa nhất của 4T100 nha các bạn. Đúng rồi đó. Cái đầu máy của anh tới giờ. Hồi gác đầu máy bây giờ 4 năm anh. 4 năm rồi. 4 năm đó nha các bạn. Nhớt mà. Nhớt cục trắng. Cái phần đẹp không? Ồ, anh nhớt nè. Còn xanh dần luôn. Xanh dần nó không đen. Phải nói thiệt chứ. Không tính là mua đầu máy này như Nhật nó quên xài vậy á. Quên xài. Tục bô cũng quá trời đã luôn nè. Bô lớn lắm. Hết hồn. Bô ghen nó lớn lắm. Đó là anh xài 4 năm tới giờ luôn rồi, nhớt nãy anh mới rút ra thử là còn xanh dần luôn nha các bạn. Chứ chuẩn bị thay đó, ba mấy cành dầu đó mà chưa lên đó. Ba mấy cành dầu rồi nè. 4T, dòng này thì lớn nhất của dòng 4T 100 đó các bạn. Máy này thị trường nó cũng có mà hiếm lắm. Hiếm. Còn là máy của chú Sáu là chỉ có 100 mã lực thôi ha. Không không, 4T100 nhưng mà có 85 ngựa. Có 85 ngựa ha. Với cũng... tâm nó cũng bằng với mà 85 ngựa. Đó rồi bây giờ là anh chuẩn bị xuống phà luôn nha các bạn. Rồi bây giờ ảnh hạ ben cho bạn xem nè. Đó các bạn. Hạ xuống cái ngoài thấp nè thấy không? Đó thòng luôn chưa? Nè lên nữa. Tiếp chưa? Chủ mừng quá trả tiền luôn kìa. Ra. Tiền liền luôn. Bên này các bạn, cắt xong chủ mừng quá trả tiền liền luôn. Tại nó ngay không có máy nào dám cắt hết. Trả đủ luôn đó hả chú? 7,2 triệu. Trả đủ luôn. Rồi. Rồi đủ chú ơi. Quá mừng. Rồi giờ máy xuống nha các bạn. Rồi qua đi. Cắt xong trả tiền liền luôn đó bạn, quá mừng. Nói ngay ở đây thì người ta đang ta thấy là người ta kêu án là chiếc cái đất của ổng là bỏ đó các bạn, chứ không bao giờ thế nào cắt được. Nhưng mà cũng kêu được cái máy anh Quẩn là cắt được rồi, là máy này là mới cắt xong luôn. Ổng đem có 100 bao nhưng mà tới cắt ra là tổng cộng là tới 170 bao đó các bạn. Nghĩ rằng là không có thể nào mà được 100 bao luôn á, không đem 100 bao à. Nhưng mà mấy anh Quẩn máy này chắc là 170 bao. Phải nói luôn. Rồi bây giờ xuống phà. Sáu đó các bạn. Rồi tới mới kéo. Cũng ngồi ghiếc đi. Trời ơi, đây tới chiều là ngọt xanh. Rồi bây giờ xuống nha mấy kéo.
dạng chân ảnh thiết kế nhà chất tiền 95. Quá trời thoải mái luôn các bạn, tại bề ngang nó tới 3m6. Thường thường cây 100 là người ta là 3m2 là đi cũng được rồi. Nhưng mà ảnh chơi một cái là 3m6, rất là thoải mái đi luôn. Để một cái là lọt tót luôn ha, lọt lòng. Cắt xong rồi là chủ ruộng mừng quá, trả tiền liền luôn. Ngoài dự đoán của ổng mà, ổng đem có 100 bao mà cắt ra tới 170 bao các bạn, 12 công hết hồn luôn. Hồi nãy hỏi ổng á, ổng nói rồi chỉ có cái máy này cắt mới được thôi. Ổng nói chỉ có cái máy này à. Đó là cái người ta cũng lúa bị ấy đó, người ta cắt tay đó. Cắt tay chở vô ha. Nãy kêu suốt hả? Suốt đó. Đồ này có một miếng nữa nè mà không biết sao à. Đó, bà ta hai cái miếng là đẳng, hình như cũng đang cắt tay đẳng rồi. Đẳng đây này chưa đây nè các bạn, chú ruộng nè, ông mừng quá mừng luôn nè, ông trả tiền liền luôn. Rồi tiếp tục hành trình là sẽ tiếp tục đi cắt nữa các bạn. Ghế đạp thì ghê lắm. Hết hồn rồi.